Ơi em Duy Cá chào tất cả anh em á. Thì chiều hôm nay em sẽ lên cho anh em ít một ít thùng hơi với lại thùng pin anh em nha. Đồ riêng đồ hơi với đồ pin thôi. Thì coi như là hàng coi như là cũng mới tin luôn, mới về nữa tiếp anh em ạ. Mới có 6 ngày thì em giờ 3 xe rồi. Bán gần hết luôn anh em. Đấy. Rồi cái này thì em giới thiệu luôn anh em nha. Đồ pin là đồ hơi này không bao gì đâu anh em ạ. Chỉ là bao ship thôi anh em ạ. Tất cả hàng bên em thì là trước tới nay thì toàn là bao ship thôi. Thì cũng tầm khoảng hai mấy 30 thùng này thôi anh em ạ. Bao ship và không bao sóng này nha. Toàn bộ luôn là em không có bao sóng, chỉ là bao ship cho anh em thôi. Đấy, thì anh em mua lâu rồi thì cũng biết rồi, anh em nào mới vào xem xe thì nghe giới thiệu kỹ kỹ giúp em nha. Thì em không có bao sóng đâu, hàng bên em toàn bộ là bao ship. Đấy, là như vậy thôi. Rồi mỗi một thùng nó có một cái giá đây anh em đó, 550 thì về đến nhà cho anh em chỉ là 550 nha. Có một chút xíu em sẽ ghi mã số ở phía trước, thì anh em nhìn kỹ cái mã số sau đó gọi trực tiếp vào hai số điện thoại bên dưới anh em ạ. Rồi bên dưới tiêu đời xong rồi coi như anh em chốt theo cái mã số của từng máy, chốt xong thì anh em vui lòng cọc trước giúp em mỗi đơn hàng 100k trở lên, tùy theo cái sản lượng hàng của anh em đặt và cái giá trị cao anh em ha. Đấy, đây có máy mười mấy 20 thùng này thôi anh em nha, pin với lại hơi lẫn lộn luôn. Thì khi mà anh em nhận hàng anh em ha, anh em vui lòng khui thùng ra kiểm tra kỹ anh em nhé, khui thùng kiểm tra kỹ giùm em, nếu mà bị bợ vỡ gì đó thì anh em gọi lại giúp em, còn nếu như mà không có vấn đề gì thì anh em nhận thanh toán sau cái phần còn lại. Còn anh em mà nhận hàng xong rồi kêu hàng bị bợ vỡ thì em không chịu trách nhiệm đâu anh em nha. Anh em vui lòng khui thùng kỹ giùm em. Rồi cái mã đầu tiên, mã đầu tiên con này đó, con này là con máy pin 6916 cò đảo chiều ok anh em nha. 6916 dặn cái vít em quay với em cái pin là em lắc này nè, thử đầu nó có rơi không nè. Đó còn ngon lành hết anh em nha. Con này thì một máy hai pin và nó là một sạc, một máy hai pin và một sạc. Còn đấy, cò kiếp rồi ok. Con này là con 6916, hình thức nó cũng còn ok, nhìn nó cũng không có xấu lắm đâu anh em nha. Đây 6916 đời đó. Rồi giá của nó là 550k bao ship anh em nha. Đó mã 800 nhiêu chị? Rồi 877 550k cho em đó luôn nha. Một thùng tai tiết còn đầy đủ. Đó. Rồi bỏ thùng khác lên nha. Rồi. Con này 878. Đó. Rồi con này nó là con 6910. Hình như cái mẫu mã này là 6913 anh em nha. Đây 6913. Mẫu mã của nó là 6913, tem thì mất rồi. Đó, một máy hai pin và một sạc. Một thùng đảo chiều cò kiếp ok. Đây, tem của nó mất rồi anh em nha, tem này. Đó. Rồi, lắp lại. Đây. Cắn gì? Rồi từ từ đi mà. Cái vỏ pin này nó hơi tét anh em nha. Đây, vỏ pin này nó hơi tét nè. Đó, ngay đây. Rồi, lắp lại. Hai tay vẫn còn nha. Rồi 877 450k cho em nó luôn. 878 chưa? 888 nha, quên 88. Rồi 879. Rồi 300k cho em nó luôn. Rồi, con này là con Hitachi. Con Hitachi đầu cổ còn sáng anh em nha. Đầu cổ nó còn sáng mà dặn ha. Dặn đầu cốt nó quay nè, vì nó cái mở đầu mũi. Được không? Còn ngon lành luôn. Rồi con này Hitachi 7, nói chung là 7.2 thôi. Một máy một pin một sạc. Con này thì nhỏ thôi anh em nha. Con này anh em làm nhỏ gọn. Rồi 87 9 300. Rồi 879 300. Rồi 880 400. Rồi con này thì nó là con Đài Loan xuất anh em nha. Đó. Nó là một máy hai pin và một sạc. Đây là vít. Đó, vít anh em nha. Hàng Đài Loan xuất. Đấy. Rồi 879. Gặp lại. À, 880 giá 400 anh em nha. 880 400. Đó. Rồi 881. Lấy mấy thùng hơi. 881 con này Ribi. Nó chỉ có một máy thôi. Đó. Đó. Đây. Hình thức còn đẹp luôn anh em nha. Tem mạc còn đầy đủ. Một máy một pin và một thùng. Đó. Đó. Đầu cổ ok, nói chung là đẹp 90% anh em nha. Còn riêng con này. Rồi 881 450k một thùng này. 881 450 luôn. Rồi đi luôn em.
Rồi 882 480k luôn. 480 luôn em nha. Thì đây. Con này cũng Hitachi luôn. Đó, đầu cổ mới tinh anh em, đầu 12V nha. Này nó là 12V. Con này hình thức nó còn đẹp luôn. Rồi. Một máy hai pin một sạc. Rồi. 882 480k luôn đi em. Rồi, 883. Đó, rồi con này 800k anh em nha. Con này là con Hitachi. Đó, DM. Con này còn chạy anh em nha. Đó. Đó, thắng thiết còn đầy đủ. Hình thức đẹp anh em nha. Đây. QH12 DM2. Đó. Rồi ok. Rồi một cái thùng, còn một tay thôi nè. Này nó còn có một tay thôi. Rồi 883, 800k cái thùng này luôn. Rồi ok đi em. Rồi 884, con này 480 luôn. 480k luôn. Thì con này là Hitachi. Đấy, chưa nó nhìn nó coi như là hình thức con này anh em giờ vệ sinh lại nha, nó còn dính bột đây nè. Con này 12V, đời xơi, một máy, một pin, một sạc. Hình thức của nó thì nó cái bề ngoài anh em vệ sinh lại là nó đẹp à. Máy thì anh em về tự test luôn em nha. Đó, em không có bao sóng đâu anh em ơi. Rồi 884, 480k thùng này luôn. Tài tiết còn đủ. Rồi ok 884. Rồi 885. Rồi, con này 450 luôn. Đó, một máy khôn Ryobi 12V. Đấy. Ryobi 12V anh em nha, máy khôn. Hình thức nó cũng còn ok lắm. Một máy, một pin, một sạc. Đó. Rồi ok luôn. 885, 450 luôn. Rồi đi em. Rồi 886. Rồi 480k luôn. Thì con này nó là 12V của Nati. Đó. EZT6101, đầu cổ. Dặn em. Rồi ok luôn. Nó dặn kêu tách tách là được rồi. Xích lên chút xíu đây. Đó. 12V, một máy, một pin, một sạc và một thùng. Rồi, con này 886, 480k luôn em nha. Rồi 887. Rồi, con này 250 luôn. Con này thì nó là 7V2 hàng cỏ anh em nha. Con này hàng cỏ, 7V2. 88 hàng cỏ 7V2 nè, đảo chiều ok. Sạc rồi. Đó, rồi. Nó là ập lại 887 250k luôn. Rồi 888, thùng này 850 luôn em nha. Thì có một con Boss GBH24V, một máy hai pin, một sạc và một cái thùng. Boss hai chức năng. Đây, hai chức năng anh em nha. Boss 24V. Con này đấy. Nó hai chức năng có đảo chiều 24V GBH24VRE. Ủa bởi chân hả? Rồi từ 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 từ. Này bị bởi chân máy phải chân bình đâu? Chân máy á. Rồi up lại lên sửa giá lại. Không mày không thấy. Dán lên miếng em. Đúng không? Đúng rồi. Rồi 650k thùng này luôn đây nha. Rồi đi lên 888. Qua đâu thôi. Rồi 889 200 luôn. Con này thì dây chai bán dây chai anh em ơi, xấu lắm, 200k bao ship anh em ơi. Đó. Nhưng mà được cũng đinh rất đẹp nè. Con này đinh đinh mát. Con này là đinh mát. Đó. Đinh mát anh em nha. Rồi ok. Đặt lại. 889 200 luôn. Rồi ok đi luôn. Thùng này hơi xấu anh em nha, để thu được cái thùng bự đừng đung ơi. 800 90. Rồi 300k luôn. Này. Hộp đồ còn mới lắm, hàng của đinh này đinh. Giờ đây, đẩy ra.
đinh này đinh 3 anh em ạ, đinh này đinh 3, đinh 2, đinh 3 gì đó. Đấy. Hàng hình như là hàng Đài Loan hay sao, hàng Đài Loan xuất anh em nha. Cò bóp phụ tư nè. Thông số này là con mờ rồi. Đây. Đinh 20 đến 25. Đinh từ 20 đến 25. Đấy. Rồi. Còn thiếu bảo hành nữa mà máy nó hơi xấu. Đấy. Rồi. 890 300. Rồi 891 300 luôn. Con này hàng SK11 anh em nha. Đây. Còn phiếu hết á, SK11. Cò bóp bình thường anh em nha. Đấy. Rồi được rồi. Rồi anh em giờ tự vệ sinh làm lại nha. Này con này đây. Tem của nó đây. Rồi ok. Rồi 891 con này 300k luôn anh em nha. Rồi 892 6.5 luôn. Đây thì được 3 hộp đinh luôn này. 1 2 3 hộp. 3 hộp đinh F5 anh em nha. Bài hộp đinh F5, cái gương còn bọc luôn rồi. Đấy. Đây, đinh F5, còn đinh ở trong luôn rồi. Đó, đinh này đinh mát của anh. Rồi, cái này thì từ từ. Đó. Cò bóp ok này nha, ốc ít rồi còn sáng gió luôn. Đó, trong thùng anh em nha. Đấy. Hàng thùng nó mắc hơn thùng rời anh em nha. Hàng thùng về xác suất nó sống, vệ sinh nó dễ hơn anh em nha. Và xác suất nó sống cao hơn. Đấy. Rồi 892 650k thùng này luôn. 893. Rồi 300. Thùng này là đinh U nhưng mà U to này nha. Đó, gương gọng quan viết còn đầy đủ, mát 512. Đấy. Mát 512, đây là đinh U nhưng U to lắm nha. Đinh này không biết xài cái đinh gì luôn. Đấy. U to lắm. Rồi, con này. Rồi, ấp lại em. 5893. 300k luôn. Rồi, được luôn. Rồi 894. 250 luôn. Rồi, con này gương có này anh em ạ. Đinh cũng này là đinh cuộn luôn. Thì mát 505 SB, đinh cuộn anh em nha. Thì đinh này trong này nó còn đinh nhưng mà còn ít lắm. Và quan này có luôn. Quan này có luôn. Rồi. Đó, ok. 894 250k luôn. Rồi ok đi luôn. Rồi 895. Rồi 600. Lật lại em, chắc lật lại. Dán tem miền ngược. Đấy, cũng là đinh F5, gương có. Rồi, đinh F5 luôn đây nha, con này thì nó không có đinh. Đó. Đinh mát. F5. Rồi thả đi, vô lại. Đó, rồi cái thùng này 600k anh em nha. F5. Mát F5 anh em nha, đủ đồ, nói chung là rin đét luôn anh em nha. Anh em giờ tự vệ sinh làm lại giúp em nha. Đấy. Rồi. 890 5 600 luôn. Rồi 896 450 luôn. Này thì còn mới kinh skin luôn anh em nha, chưa xài luôn sao. Đây, phiếu bảo hành nè. Con này thì SK phụ hàng quắc cay. Quắc cay. Đấy. Nó mới kinh nè. Đinh U anh em nha, con này là đinh U đây. Từ lấy đinh này. Đây, U. Bắn đinh U. Hàng quá cay mới tin rồi đấy. Rồi, anh em nào yêu cái đẹp. Anh em nào thích cái đẹp anh em nha. Đó, này thì rất là đẹp luôn. Đó. Mới 90% luôn. Bỏ phiếu đi em. Một cái thôi, này hai cái lại bỏ phiếu cái lộn phiếu nào rồi. Quên cái phiếu nào rồi. Rồi 896 450 luôn. Rồi 897 đó. Rồi 897. 250 luôn. Này đinh cũng là đinh cuộn luôn em nha. Đó, đây đinh nhỏ. Kính ok.
con này hàng gì á. Cò búp. Rồi. Rồi, ok. Con này 250k, 897 250 luôn. Rồi 898 500k luôn con này. Con 5014 đời. Đó, 5014 đời này nha. Đó. Một máy. Đầu lắc được luôn. Đó, một máy, hai pin, một sạc và một thùng. Đó, 899 898 nhá. 500k thùng này luôn, 898 500. Ủa, thùng này đâu chưa có giá hả? Rồi, ôi con này con đẹp mà. Rồi con này còn chạy nè. 899 máy. 99. Rồi con cuối cùng luôn. Đó cũng là con cuối cùng. Có bộ lục giác này nữa. Hả? Mày đưa 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 được rồi. Đã chiều cường. Đó. Có đâu có điều tóc. Có điều tóc luôn. Đâu xuống. Tụt xuống hả? Đầu tụt xuống. Đấy, một máy một pin một sạc. Con này đẹp lắm anh em nha. Điều nó con này nó hơi nặng nè. Hơi to. VH12V. To đùng luôn mà nhìn nó đẹp. Nhìn nó đẹp, ta đùng luôn. Rồi, ok, nằm xuống em. Hơi con này hơi nặng, bỏ xuống em. Dán dán giá lên. 899. Cái mã này rồi cho đủ 900 à, còn thùng nữa nè. Rồi con này 550k anh em nha. À, 550 luôn. Rồi, mã 900. 900. Hai con đó hả? Còn hai con nữa hả? Cho vô luôn em. Rồi, con này nó cũng là đinh cuộn luôn. Nó không có đinh anh em nha. Con này hiệu của cô Matsu. Con này hiệu cô Matsu. Có gương luôn. Đó. Rồi. Như hình anh em nha. Rồi mã 900, 250 luôn. Rồi bỏ con kia lên luôn từ từ em. Rồi 901. Rồi 500k luôn. Con này là con bu lông. Đảo chiều cứng này anh em nha. Cò bóp ô tư nè. Đó, con này quay đồng 1/2. Đó, con này đây. Hàng Impact Made in Japan anh em nha. KW14MB. Đó. Rồi. Qua anh viết còn đầy đủ. Đây, số dặn được không em? À, số dạng nó cứng anh em nha. Đó. Rồi con này mã 901 500k luôn. Rồi con này 902, con này cũng mới tinh luôn anh em nha, thiếu cái thùng. Rồi 902 HI. Đó, hàng đinh U to anh em nha, con này U to này. Ê, U to lắm. Đây. U to anh em nha. Con này nhìn nó mới tinh à. Rồi. 902 200k luôn. Rồi kết thúc chương trình chiều hôm nay thì 902 nó là kết thúc rồi. Rồi anh em xem được cái lô nào anh em ủng hộ em ha. Rồi em xin kết thúc video ở đây. Em đi ăn cơm cái đói bụng quá, nói hết nổi rồi anh em ơi. Rồi hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nha.